Ở video show mặt lúc 100 cảm xúc của mình đã cho các bạn thấy cảnh tượng của một con Skibidi Toilet. Vậy nên trong video ngày hôm nay, mình sẽ thử thách chơi 100 ngày trong Toilet Tower Defense. Trong hành trình này, mình sẽ leo lên top đầu bảng xếp hạng và sẽ hữu toàn bộ nít ở trong tựa game này, cũng như là chơi thành chúa Skibidi. Mình sẽ liệu xem chứ bây giờ trên những tựa game thủ thành như mình có làm được những điều phi thường đó hay không, thì mời các bạn xem hết video này nhé. Let's go! Toilet Tower Defense. Ui, anh Long R này. Bắt đầu F71 Toilet Tower Defense cũng ghê á. Giờ vào game chơi nha các bạn. Rồi bây giờ mình vào game mình chơi nha. Đầu 71 update Marketplace Charding Plaza Red Laser Cameraman bắt đầu. Ôi mình có Speakerman này, what the hell boy. Speakerman basic các bạn ơi. Oh, Skibidi Toilet của tao đâu rồi. Toilet City này, ôi mình đi vượt ải các bạn ơi. Bắt đầu 20 quay là màn dễ, 30 quay là màn trung bình, 50 quay là màn khó. Nhưng mà cái này 50 quay cũng là nightmare. Ui, Michael Jackson. Này là Michael Jackson hay là Jojo ta? Thôi kệ đi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đặt con đầu loa mình ra nha. Ê, Kiwi Toilet, bắt đầu. Ui, ui, oh. Làm gì ta, nó làm gì ta? Ui, ui, what the hell. Ui, small toilet này, toilet nhỏ bạn ơi. Ách đồ, nay mình chơi game Speedy Toilet nha các bạn. Bây giờ chúng ta có, chúng ta không có con gì cả, chúng ta chỉ có nhiều thêm những con small toilet thôi. Rất là bá đạo hơn, quá là Speedy Toilet luôn các bạn ơi. Hãy đặt một con Speakerman ở đây nữa. Đồ, hey. Siêu đẳng cấp luôn bạn ơi. Oh. Gào quá bạn ơi, các bạn thấy không? Ui, mình upgrade con này là mình cần 150 đô. Upgrade lên nó thành gì ta? Upgrade lên nó chẳng có tiếng ngoại hình nào cả. Nó chỉ tăng cái phạm vi của nó thôi các bạn ơi. Khá là phí vật hơn. Ui, bây giờ không phải là những con small toilet nữa mà là những con toilet bự chà bá. Ác đầu. Rồi, Speakerman của tao. Đánh nó đi Speakerman ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ui, 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 ui. Ngon phết nhờ. Con này coi, coi, coi cũng mạnh đấy. Quá ngon luôn các bạn ơi. À... mình đang tự hỏi là mình đang làm gì với cuộc đời mình. Goofy A này, skip đi bạn ơi. Con toilet này hình như máu nó trâu hơn phải. Bây giờ mình đã có hai con Speakerman level 2 rồi. Và hai con này sẽ là hai con trọng lực của mình. À nhầm, hai con gánh tim nha các bạn. Các bạn thấy chưa? À, nó gánh kìa, nó gánh kìa. Ui, con này chỉ cần một mình con này đủ rồi. Tao không cần mày đâu con ơi. Bạn thấy nó ngồi không? Nó ngồi nó suy ngẫm cuộc đời nó. Tại sao nó lại ngồi ở đây nó chơi cái game này ta? Ui, Spider Toilet. Ắt đầu. Ui 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 ui. Thôi chết rồi, đặt Speakerman ra, đánh nó đi, đánh nó đi, đánh nó đi. Đánh nó đi, đánh nó đi, đúng rồi, đánh nó đi. Đánh nó đi, đánh nó đi, ui. Ôi, chết rồi. Thôi xong rồi. Ui, nó vượt kìa bạn ơi, chết rồi. Mình đã nói chia tay người ta mất rồi. Thôi đừng có chạy nữa Speakerman ơi. Ui, mấy con này nó yếu quá bạn ơi. Từ mình bán hết mấy con này, bán hết, sell hết. Rồi, bây giờ là mình sẽ nâng cấp vào con này, nâng cấp hết vào. Mày. Ui, mắc level đúng không bạn ơi. À, thấy không, mắc level nó phải là đẳng cấp khác liền. Đây, mình sẽ cứu chỗ này nha, mình sẽ cứu chỗ này nha. Ui, chết rồi. Rồi, nâng cấp lên nè. Hai con ở chỗ này luôn. Ấy, qua để tao gọi mày đồng cụ luôn. Ôi, thôi chết rồi. Sell đi. Ui, sell có 20.000 thế này. Chết rồi. Ui. Ui, con này nó chạy nhanh vãi kích các bạn ơi. Ôi, thôi chết rồi. Thôi. À, mày chạy nhanh này con. Mày chạy nhanh đó. Mày chạy nhanh này con. Mày này con. Oh, quá đẳng cấp luôn bạn ơi. Oh, đội hình mình quá đẳng cấp luôn. Đây, đánh nó đi. Đúng rồi, đánh nó đi. Hai con này hình như mắc level rồi bạn ơi. À không, con này chưa mắc này. Con này mình nâng cấp con này lên này. Đây mình nâng cấp cái con này của mình nữa. À, hai con ở đây này. Đúng rồi, con ơi. Đánh nó đi con ơi. Đúng rồi. Đánh con assassin đi. Đấy, con này của mình clear tụi này là dễ các bạn ơi. Không việc gì phải lo lắng hết. Mình sẽ nâng cấp cái con này của mình nhé các bạn. Ơ, mình sẽ tắt cái lát. Ừ. Đó là hai con này của mình sẽ rỉa những con này. Sau đó là mình sẽ mình nghĩ là mình nên nâng cấp cái chỗ này để mà nó gọi là nó dọn hết cái chỗ này luôn chứ không để mà nó đi qua chỗ kia. Ui, cái Toilet City của mình, ui sao chỉ 100 máu thế này. Không xong rồi bạn ơi, mình sắp chết rồi bạn ơi. Rồi đúng rồi, đi gì Toilet. Ui, Toilet nhà bo quá đẻ heo rồi. Ê mà bốn anh chơi đen lực lưỡng đố qua được chỗ này của tao ấy, bất giỡn đi con. Ô thôi chết rồi. Ô đánh nó đi Speakerman ơi. Oh my god, hai con này là nó sẽ rỉa máu của những con này các bạn ơi, khá là mạnh ha. Hai con này thì mình sẽ để nó tấn công ở lát chứ, còn hai con này là nó sẽ là first. Con này mình chưa nâng cấp cho nó nữa, mình sẽ nâng cấp cho nó ha. Bây giờ mà con nào đi qua chỗ này của mình là nó chết, chắc chắn sẽ chết. Ý này, upgrade lên này, đấy 100% chết nha, không bao giờ có chuyện sống được, quá đẳng cấp. Mình sẽ cho một con Speakerman ở đây nữa. Đồ loa TV các bạn ơi.
Con này tấn công lát đi. Ui bullet toilet. Oh the fuck. Đây đánh nó đi. Đúng rồi. Hội đồng nó đi, hội đồng nó cho tao. Ấy ấy, bạn thấy chưa, quá đẳng cấp luôn bạn ơi. Mà đánh nó đi. Nâng cấp con này lên. Ui sao con này ở đằng sau rồi. Ôi chết rồi. Để em coi ở đây. Nâng cấp lên này ấy. Nâng cấp lát các bạn ơi. Game quá đã luôn các bạn ơi, đúng không? À, quá mạnh luôn các bạn ơi, đó thấy chưa? À, ui, mình nghĩ là mình sẽ lấy con này của mình đi lên trên trước luôn. Mấy con này của mình nó ở kia cũng không có ý nghĩa gì hết. Ê, đặt một con ở đây này, upgrade hết luôn. Bickerman của mình tiến hóa hết rồi các bạn ơi, quá đã luôn. À, đặt ở đây này, đấy. Thằng nào đi qua được chỗ này tôi gọi bằng cụ. Ôi, toilet bự. What the fuck? Thậm chí nó không phải security toilet nữa. Ôi. Thằng toilet nào qua đây mà tao đấm chiếc mại luôn. Hay bán con này đi, bán mấy con này đi các bạn ơi. Mấy con này phê vật rồi. Bây giờ thằng nào đi qua chỗ này mình lại nó mất cụ luôn các bạn ơi, đó thấy không á. Cả đống speakerman luôn. Quá ngon rồi bạn ơi, đó thấy không? Rồi, toilet của mày này. Ôi, xem nó rút máu kìa. Mình mới chơi game này thôi, mình thấy mình đẳng cấp quá bạn ơi. What the hell, what the hell boy. Chết rồi. By the toilet, DG toilet. Ui, toilet bự kìa bạn ơi. Oh my god. Bây giờ mình có một quân đoàn toilet ở đây. Mình chắc chắn là mình sẽ không bao giờ thua nha các bạn. Mày vừa qua được cái quân đoàn toilet này của tao. À nhầm, quân đoàn speakerman này tao gọi bằng mình cụ. Để bạn xem nó rút máu nha. Đi vô đây. Oh. Ui, toilet đeo kính các bạn ơi. Toilet này trôn quá bạn ơi. Mày, toilet đeo kính. Quá đã luôn rồi các bạn ơi. Giờ con boss toilet này mình chắc chắn là nó không bao giờ có thể win được mình các bạn ơi. Với cái quân đoàn toilet như này mình đã có đặt đủ 20 con, chắc chắn nó sẽ không bao giờ win được mình. Ôi thôi chết rồi. Từ bán đi các bạn ơi, bán đi. Bán. Thôi chết rồi, thôi xong rồi. Ôi mình bất cẩn quá bạn ơi, chết rồi. Update đi. Bán này. Đánh nó đi bạn ơi. Ôi, chết rồi. No. Chết rồi. No. Nhưng mà mình vẫn thắng các bạn ơi. Ngon. Quá đẳng cấp luôn các bạn ơi. Ui, Windowser lại bảo quá đều. 500 gem, mình không có đủ gem các bạn ơi. Ui, 300 Robux, 200 gem. Quá hút máu rồi các bạn ơi. Bây giờ mình làm cái gì ta? Bây giờ thì mình sẽ claim cái VIP reward này nha các bạn. Không được các bạn ơi. Ui, game này chả có gì hết. Quá. Giờ em hoàn thành xong cái nhiệm vụ game rồi, bây giờ em phải làm gì? Khi nào mà em chơi được mấy cái màn khó ấy. Mấy cái màn khó mà trong cái thời gian ngắn ấy. Hoặc là em chơi chế độ mà vô cực ấy. Bây giờ là mình đi đâu chị? Ray ra sau. Ở bên trái thì thấy mấy con nhà bên trái không? Cái đó là mấy cái kia chị ơi. À, là bây giờ mình chơi cái này đúng không? À, ừ, chơi mấy cái mạng đó. Rồi lên lá tắt luôn, đi một mình luôn. Thôi khó lắm, chọn sai map là nó cực luôn á. Easy thôi. Easy. Em thắng được cho em 100.000 luôn nè. Ui, thật á? Wow. Ngon, thơm, vừa thơm. Ngon, có cái nịt luôn. Em chơi cái ván này mà em chơi cái đấy không thể nào mà thắng nổi luôn. Ui, ngon này ông phết. Cái này dưới mà Saki. Ui, Saki BD toilet. Con này là hình như là con yếu nhất game phải không ta? Đúng rồi đấy, con đấy là con không bán không ai mua á. Mà cũng không bán được luôn, gọi lên 20 quay lần. Càng ngày càng khó nha, tui du nó chứ. Thì mấy con boss ra nó đấm cho thằng tui du không trừ phát nào luôn. Ê, con này lên level 2 rồi này, quá ngon. Ui, giữ nó đừng có thương, mình đỡ không kiểu được đâu. Ui, spider toilet. Spider trao kìa. Chết rồi. Ấy, ba thằng lực lưỡng. Đấm đi. Đấm. Ui. No. Chết rồi, nó chạy ra rồi. Đừng kiếm nữa, đừng kiếm nữa. Tui vậy. Đại có ở giữa, quy giữ đó, như là quy giữ à. Giữa nó bắn được hai bên không? Chết rồi. Em này bị quỷ dữ dụ rồi. Chị đang đang bảo toàn 100k của mình. Không, bây giờ kể cả em không auto skip em cũng không thắng nổi. Nếu em chỉ có đúng một con unit em không thắng nổi đâu. Ờ đó chị thật.
Chị bị hành chị biết mà, chị mới lúc chơi chị bị hành chị biết mà. Ui đúng rồi, đấm đi, đúng rồi, đấm đi. Đấm đi. Đúng rồi, nhiều con lên, đấm đi. À, chị thấy không? Bằng ý chí cường cường của em nè, bây giờ em đã mới 18 thôi, thường dù. Ôi! Thường dù. Mày chết. Bây giờ nó phải chống lại cả đống anh da đen lực lưỡng ở đây. Da trắng. Wow, nhiều anh da đen quá anh em. Nó chỉ mặc đồ trắng thôi, chứ thực chất bên trong nó một thằng da đen. Đúng rồi, cái thằng phía bên ngoài. Nâng cấp hay là cấp lên, nâng cấp lên. Nâng cấp nó mạnh hơn các bạn. Không có đặt nhiều được, mình chỉ được đặt 15 con nè. Mình đặt 20 con chứ. 15 con thôi. Quái, nó không tràn được vô nhà luôn mà, quá đẳng cấp. Game của tao có DJ toilet nữa này. Vậy là mày quay mấy rồi? Mày quay 14 tao mới quay. Quay 15 rồi. Đẳng cấp. Ui toilet kìa, quá nhiều toilet. À, hai con này đấm hai cái chết rồi. À, quá đã. Rồi, tu. Không sai chị ơi, chị thấy quân đoàn lực lượng của em ở đây không? Không bao giờ có thể mà em thua được. Đấy. Quân đoàn da đen thành tu show. À, chị thấy không hả? em còn 420 máu này. Quá đẳng cấp. 420 máu thì chắc qua được ấy. 420 máu thì chắc qua được ấy. Bây giờ nếu mà con này nó qua đây ấy, nó phải chống chịu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 thằng lực lưỡng qua. Hai con này em để trên đây đi. Ui boss toilet kìa. Ui con đó nó to chà bá luôn kìa. Mình sắp được tiền rồi tôi chưa. Ui boss toilet kìa, hello. Sắp được 100 người đó. Còn cái man nữa. Chị sắp mất 100 nghìn của chị ơi. Thôi rồi toang rồi. 100.000 đô. Cơm ui chết rồi, nó vào nhà em rồi. Chết rồi. No. No. Nó chăm nhà rồi tôi chưa. No. No. Ra rồi tôi vui ơi. À không. Yeah, có 100.000 rồi. Ngon 100.000 đô. Bây giờ em chơi chế độ Nightmare đi. Em thử chơi chế độ Nightmare đi. Em hiểu tiếng Anh của nó là gì mà chị. Ê, phải. Summon. Ui, có Summon Unit này. Em chắc chắn là em sẽ ra được con Upgrade Titan Cinema Man. Go. Ai bấm Summon. Ít ra thì nó cũng giống màu vậy. Bấm chữ Unit đi. Rồi, xong rồi trang bị con đấy vô. Con nó còn cùi bắp hơn là cái con kia. Mà đam nó to. Không, đam nó to hơn. À, thời gian một chiều nó hơi lâu, đánh hơi là 3 giây luôn. Ui, con của mình của em phế quá. Đúng là phụ nữ quá. Ê, vậy à. Không biết là phụ nữ. Mình thì nó cầm cái súng gì á. Nó cầm cái súng á. Tình thế vô ăn. Ui. Dạ. Sao mấy con toilet này nhanh vậy? Rồi sao mình cất rồi? Không sao hết. Ui, no. Không, làm lại. Không sao hết. Chỉ bị trừ mấy máu thôi, không sao hết. Chị xem mấy con small toilet, em đấm nó như con luôn này. Ấy. Tôi xuống gáy chị xem kìa. Ôi, nó kéo cả mọi đàn tới nhà em kìa. Ôi. Chết rồi. Em mới làm medium thôi á. Anh ơi tôi đâu. Chị nói medium là em ấy mà. Mình cần mấy con ao đi. Thôi. Nó sẽ hàng. Phụ nữ bắn chậm vãi. Cooldown của camera human tận 1 giây. Bắn chậm lắm. Woman. Nhưng mà bắn một viên là 200 máu nhá. Nhưng mà con toilet nó đi nhanh. Ui đây này. Ui bắn cái chết luôn à. Ui. Bắn chết luôn này nhỏ. Ui nạp lần đầu chị ơi. Let's go. Cái rồi đi. Let's go. Rồi, đặt lần đầu. À, không. Thôi không phải tôi win mày ơi. Summon. Ra con camera man này. Quá đã. Ui con này khác gì con này không nhỉ? Ui cho mọi người cho tôi vô xin ấy đi mọi người ơi. Mình có camera của mình nè bạn. Bạn có gì bạn cho mình đi. Wow, nó lấy luôn. À ơi, bạn có con gì không bạn cho mình đi. Mình là Tu Du nè. Tu Su. Sao sao Tu Su nè. Tu Su. Hỏi Tu Su là thằng nào? Thằng vô danh. Thằng vô danh đó. Nó nói thằng vô danh nào đó kỳ. Thằng vô danh nào vậy? Là thằng vô danh nào vậy? Mình không có biết. Thế thằng nào bro đây. Thằng này nè. Ui, hello bạn. Hello bạn, mình là Tu Du nè. Tu Du nè. Tu Su. Thôi cho mình đi. Mình làm video. Phí vậy.
nó cho được thôi luôn. Cho tiền đi bạn ơi, cho đi bạn ơi. Ui, thằng này còn có mấy... Oh my god. Oh my god thì cho đi. Wow. Ui, nó cho mình có gì kìa? Speaker. Ma. Cái này để tiền ấy. Free. Thì ra đây là tác dụng của vitamin A rồi. Ok baby, no money. Yeah. Sau lúc sau, sau lúc sau á, lúc sau tôi du coi lại nhìn lại mấy con unit đấy á, thấy nó rác vãi, cuối cùng là rác. Speakerman helicopter. Shaky, em vô trong đó, bấm summon. Nó con màu đỏ luôn rồi. Đi chen thằng kia luôn. Team human. Hello luôn. Đó. Thì con nó có cho con fan tiền không? Nó cho cái gì ta? Bây giờ có fan chơi game này là ngon rồi. Chơi mình cho mình con gì? 1 2 Tôi là tư Yuriu nè. Tao điều chi cái cho YouTuber nào mà xinh kiểu vậy đó. Tao biết điều này sẽ cao rồi. Tôi đi nít đi bạn fake. Ui nó cho nó đi con gót ly luôn kìa. Tao cho cái nịt. Nó nói rằng tu du là đồ fake, nếu mà thật thì nó sẽ cho con tu xích. Không tiền cúp ấy. Ui nó cho có ly gì rồi, nó cho hả? Oh my god. Chị Đan. Nó cho em con có ly nè. What? Nó cho em con có ly nè. Ghê vậy. Xin tiền không có. Thấy chưa? Hồi nãy nói quay video là 24 giờ đi ăn xin trong toilet sao đi phê đi ông trời. Tao để quay bật video lên anh em ơi. Âu nha. Con đó để đi farm kìa. Ừ đúng rồi, con đỡ đó. Đồ phí đây, cái con của em là xịn, hai con đấy là hai con lỏ đấy. Đấy, chết hai con này, chết hai con này. Ui, mà nó bắn chậm chị ơi. Ui. Cho em chọn con đấy. À không, nó bắn nhanh nha. Rồi bây giờ đi đang ráng đặt. Ừ, được con Ibis nè. Con đấy nó đếp được đấy, nên là bây giờ em ra em... Nâng cấp cái chỗ này. Em mua thêm một chậu đi. Ok. Nâng cấp. Rồi, bây giờ bắt đầu chơi đi. Bây giờ là em phải nâng cấp cái chậu này nữa chứ, đúng không? Không, bây giờ đi đặt kệ nó, mấy con đấy không là gì hết á. Mấy con đấy nó không bao nhiêu máu hết á, kệ nó đi. Ok. Rồi bây giờ đặt ngoài đây đi, đi ra ngoài đây đặt. Xem không đặt cái con 180 tiền. Ủa, em không biết, nhưng mà con này tầm của nó thấp. Ê, đặt lại đi. Em không có tiền, Không có tiền. Ôi, rồi. Ngon phết. Chị xem con này nó bắn gì cái máy luôn này. Không biết là lên như này là nó sẽ bắn như gì nữa. Ê, tôi vô mày đang chơi mình nightmare hay là bình thường. Ui. Đấy, con này, cái con đi đó, nó đang cho em ngủ đó. Ồ, sao nó bắn cái máy luôn kìa. Lúc sau khi mà em chơi quen rồi á, là em đi xin một cái con bác sĩ. Em đặt cái con bác sĩ cạnh mấy cái con này để mỗi lần mà em gặp cái con thôi miên á là em sẽ cho mấy con bác sĩ chữa cho nó tỉnh lại. Đúng. Chứ nếu đúng. Mà nó mà ngủ là nó toang. Ui, chị xem đó. Con này nè, ui. Hồi nãy con trả con này là quá lời rồi. Quay đời để cứ để nó đánh thôi. Ui, nó làm con em bị ngủ. Đâu, quay đầu cái gì? Em. Mày thủ nhá. Saki thủ đi. Mọi con mấy con này không sao đâu. Bắn phát chết à. Mấy con đó bỏ qua đi. Nó bỏ, nó cũng mất không nhiều máu luôn. Chiu. Upgrade con này 40.000 tiền à. What the hell? Xem boss toilet kìa. Đi mẹ. Dễ, mấy con này bú được đó, dễ. Phải là mình ca hát mới có được mấy con này đó. Đúng rồi. Skip đi. Công nhận mấy con gỗ. Skip đi. Thôi xong rồi. Nó còn ít tiền hơn cái kia như cái... À, bạn sẽ được lên video. Thì để cho tu du unit yeah. Yeah. Wendy Freddy Buffett. Ho. Đó. Alo. Cho em robot em làm cái game skin BD với. Bao nhiêu cũng được anh ơi. 1k nhá. K, what the hell. Em chờ mấy con mấy tiếng à.
cho em toàn mấy con đỏ đỏ hơn này, đã với nó cho em con Godly nữa này. Ui, oh vai cần nó cho em con upgrade Titan này. Thì sau hồ anxi trong này á, thì các bạn coi cái kho đồ của mình này, mình có cả cái con đồng hồ gì đúng không ạ? What the hell? Ui, thằng này đẹp cho mình cái gì nữa đây? Ô vãi cứ nó cho mình con mây à? Lấy liền các bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ đối với cái đội hình này á, thì mình có thể đi chinh phục cái game này rồi ha. Nhưng mà video tới đây thì cũng dài rồi, cho nên là hẹn các bạn vào trong những video Toilet Tower Defend 100 ngày của Tuyu 02 này nhé. Còn bây giờ các bạn có 3 giây để ấn like, đăng ký một cái chuông cho mình. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã đăng ký. Còn bây giờ thì